Hello hello, chúng mình đã quay trở lại với video tiếp theo của NTG Reaction. Và tất nhiên rồi, để tiếp tục phần chuyện đột phá thương khung phần 4 tập 31 thì không có lý do gì mà chúng ta không đến với phần tiếp theo thì phải không nào? Đột phá thương khung phần 4 tập 32, hẹn ước 35 của Tiêu Viêm và Lạp Lan Yên Nhiên phần 11. Trước khi đến với chủ chính của video ngày hôm nay thì mình xin phép gửi đến em lời chúc tốt đẹp nhất. Và nếu như anh em xem video này, nếu như mà thấy hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Còn bây giờ thì không dài dòng nữa, chúng ta sẽ đến với tập truyện của ngày hôm nay thôi nào. Trong lòng hơi kinh ngạc tán phán một phen, Tiêu Viêm đưa ánh mắt hướng về chỗ màn xe. Một hắc bào nhân cất bước tiến lên, cung kính nhấc vén màn xe. Khi hắc bào nhân vén bước màn xe lên, Tiêu Viêm cảm ứng minh bạch được. Chung quanh các hắc bào nhân khác, di động rất là nhỏ, đã rất nhanh mơ hồ là kết thành vòng tròn nhỏ. Đem xe ngựa hộ vệ ở chính giữa, đồng thời từng đạo ánh mắt lọt hợi như là chim ưng từ các hắc bào bắn ra. Quét qua quét lại nhìn chung quanh đám người đông đúc. Ở chung quanh mọi người nhìn kỹ, từ phía trong màn xe, một cánh tay trắng như tuyết như ngọc duỗi ra. Ưu nhã lắm thành cửa xe, sau đó một bóng hình xinh đẹp từ từ đi ra, xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Người xuất hiện, một thân váy dài màu tím khảm hoa văn màu bạc. Dung mạo tinh xảo, không hổ là người thuộc hoàng thất gia tộc. Mơ hồ lộ ra một tia khí chất cao quý, tại vòng eo nhỏ tinh tế buộc một dải đai màu tím. Càng làm cho vòng eo thon nhỏ, lộ ra sự nhuần nhuyễn vô cùng. Tuổi tác của nàng giống như là cũng không quá lớn. Nhìn qua cùng với trước khi dịch dung của Tiêu Viêm cũng không sai biệt nhiều. Trên mặt mỉm cười, vẻ yêu nhã cùng với tĩnh lặng. Có điều lúc ánh mắt của nàng quét quanh nhìn chung quanh, Tiêu Viêm chợt phát hiện ra cô gái có vẻ thục nữ này. Trong con ngươi như thủy kia hiện lên một tia tiểu ý cổ quái. Hiển nhiên cũng không phải một người giống như là mặt ngoài thích an tĩnh. Nữ nhân quả nhiên không thể chỉ nhìn bên ngoài. Cười nhăn nhó lắc đầu, Tiêu Viêm thu hồi ánh mắt, không còn nhìn về phía hướng cô gái giống như là thân phận rất là không bình thường. Thật là tiểu cô lương xinh đẹp, nhìn cô gái váy áo màu tím này. Đám người chung quanh nhất thời tuôn ra một trận âm thanh tán thưởng. Từng đạo ánh mắt nóng như lửa phóng ra, mặc dù cô gái thân phận cao quý. Bất quá thừa dịp nhiều người, ánh mắt làm càn một chút, giống như là cũng không có cái gì không ổn. Trong đám người không thiếu hạng người biết nhiều hiểu rộng hạng người, nhìn thấy dung mạo của cô gái đã phân biệt ra thân phận của nàng. Đây chính là giả mã hoàng thất tiểu công chúa. Nghe nói sư phụ của nàng chính là phó hộ trưởng Thiết Mễ Nhĩ đại sư. Lần này gặp phải nàng ở chỗ này, nói vậy cũng là hướng về phía luyện dược sư đại hội mà tới. Tuổi tác của nàng giống như là cũng không lớn, sao có thể đến tranh đoạt đại hội cơ chứ? Hừ, tiểu công chúa đã luyện dược thuật thiên phú, cho dù là ngay cả hộ trưởng đại nhân đều phải than thở không thôi. Đương nhiên tuổi tác nàng nhỏ, nghe nói nửa năm trước nàng đã tiến nhập tam phẩm luyện dược sư. Sao? Nghe vậy đám người chung quanh nhất thời xôn xao. Một ít trung liên luyện dược sư tuổi khá lớn đều có chút đỏ mặt dựng thẳng cánh tay lên, xấu hổ che lấp cấp bậc huy chương trên lồng ngực của mình. Lân tại trong đám người lắng nghe mọi người nói chuyện, Tiêu Viêm trên khuôn mặt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Ánh mắt hướng tới thiếu nữ áo tím đang được bảo vệ đi vào công hội, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là núi cao còn có núi cao hơn. Không nghĩ tới cô gái thoạt nhìn nhu nhược như thế, cư nhiên lại là tam phẩm luyện dược sư. Song trong lòng mặc dù kinh ngạc phán tán, bất quá Tiêu Viêm thật ra vẫn còn chưa có quá nhiều ngoài ý muốn. Lấy sa mã hoàng thất bên trong hùng hậu như thế, chỉ cần tiểu công chúa có được thiên phú luyện dược sư cơ bản, như vậy bọn họ liền có thể sử dụng đống tài liệu như núi, dễ dàng đem một người biến thành cao cấp luyện dược sư. Càng huống chi hiện tại, vì tiểu công chúa này luyện dược thiên phú cực kỳ là không tồi, cho nên có đường thành tựu bậc này thật ra cũng không dự tính. Tại nơi đám người đông đúc, do có các hắc bào nhân hơi thở pha chút âm lãnh bảo vệ xung quanh, cô gái váy tím không chút trở ngại xuyên qua đám người, sau đó nghênh ngang bước vào luyện dược sư công hội. Theo bóng lưng cô gái yêu nhã biến mất trong tầm mắt, Tiêu Viêm nhún vai, thân thể khẽ xoay, giống như là một con cá trạch, không dấu vết chen qua đám người chung quanh, nhanh chóng hướng về công hội đi tới. Chen qua một tầng dòng người cuối cùng, chung quanh không gian rốt cuộc thoáng rộng ra, nhìn đại sảnh to lớn, Tiêu Viêm thở dài một hơi, lau mồ hôi trên trán, giờ đã quen đường hướng lên mà trực tiếp tiến về phía đại sảnh phía tây khu cất bước. Tại cửa ở khu phía tây, vẫn như là lần trước có hai gã thủ vệ, nhìn thấy Tiêu Viêm đến. Bọn họ vẫn không có chút ngăn trở, khom người hành lễ, đối với hắn tiến vào không có gì để ý tới. Nhìn tình huống này, chắc là duyên cớ do áo thác đặc biệt phân phó. Nhìn thấy thủ vệ không ngăn trở, Tiêu Viêm cũng vui vẻ giảm đi một ít phiền toái, tiến lên hành lang. Sau đó chậm rãi hướng thượng lầu đi tới, cuối cùng dừng lại ở ngoài căn phòng của áo thác. Nhẹ gõ cửa phòng, đã đến bên trong truyền ra thanh âm của áo thác mới đẩy cửa mà vào. Trong căn phòng chỉ có một mình áo thác ngồi bên trong, lúc này hắn đang cười híp mắt nhìn Tiêu Viêm. Tiểu tử kia rất đúng giờ. Tiêu Viêm cười cười, ngồi xuống ghế bên cạnh áo thác, bưng chén trà nhấp một ngụm cười rồi nói: "Ê, ta cũng không nhiều lời, lần này đến chủ yếu là muốn hỏi một chút.
Đại khái đến cuối cùng là có hình thức như thế nào, là rút thăm trận đấu hay là cái gì khác? Áo Thác cười lắc đầu, ngón tay tại trên mặt bàn tìm một cái khung vuông rất lớn cười rồi nói: tiền thủ tham gia nhiều như vậy, nếu như dự vào rút thăm, vậy tới lúc nào đấy? Tất cả luyện dược sư đều sẽ ăn trên một cái bình đài thật lớn đồng thời tham gia. Điều kiện trận đấu dần dần sẽ trở nên càng khó khăn, tới lúc đó giống như là cái rổ lọc cát, nhanh chóng đem một số kẻ không đủ tư cách loại bỏ, có thể còn lại đều là những người nổi bật mà ai chỉ cần ở trong này bộc lộ tài năng sẽ giành được thắng lợi cuối cùng. Ồ, Tiêu Viêm gật đầu, nghĩ tới hàng trăm nghìn luyện dược sư trên cùng bình đài khởi hỏa luyện dược. Tình cảnh như vậy chỉ sợ là cực kỳ đồ sộ. Dường như biết Tiêu Viêm trong lòng suy nghĩ gì, Áo Thác cười lớn rồi nói: ây, rất muốn nhìn một chút cái loại tràng cảnh này. Đến lúc đó đừng bị dọa nhé, năm đó ta lần đầu tiên tham gia cũng bị dọa phát sợ. Được rồi, nơi này có một phần danh sách, ngươi xem một chút đi, lấy là những tuyển thủ có thực lực trong đại hội. Áo Thác từ trên bàn lấy ra một quyển giấy, đem đưa cho Tiêu Viêm, chợt bổ sung rồi nói tiếp: đây là văn kiện nội bộ, dựa theo quy củ không thể tiết lộ ra ngoài. Có chút tò mò tiếp nhận quyển giấy, Tiêu Viêm cười gật đầu, chậm rãi mở ra. Phía trên danh sách thật là dài, ít nhất là có 20 vị thực lực khá cao. Ánh mắt quét qua, Tiêu Viêm lông mày đột nhiên dương lên, trước mặt hắn cái tên Liễu Linh cũng là bài danh phía trên. Hơn nữa còn cực kỳ sát ở vị trí ở đầu, xem ra truyền nhân của Đan Vương cũng không phải chỉ là dựa vào khoác lác. Tiêu Viêm chỉ vào danh sách bài danh đại ngũ của tiểu công chúa rồi nói: tiểu công chúa, hắn là vị hoàng thất kia sao? Phải rồi, người đã gặp qua sao? Mới vừa rồi tại cửa nhìn thấy một chút, không nghĩ tới nàng có khả năng gần phía trước như vậy. Tiêu Viêm cười cười, bài danh của nàng có chút ngoài ý muốn của hắn. Áo Thác cười nhắc nhở rồi nói: đừng xem thường nhà đầu kia, nhờ vào thực lực của hoàng thất ủng hộ, át chủ bài của nàng còn rất nhiều người sẽ hoa cả mắt đó. Gật đầu, Tiêu Viêm đem tư liệu phía trên danh sách nhìn lại một lần, sau đó trả lại cho Áo Thác. Đối thủ quả nhiên rất mạnh, tam phẩm luyện dược sư đã nhiều tới 13 danh. Gật đầu, Áo Thác bắt đắc dĩ rồi nói: có chút phiền toái, bất quá này cũng chỉ là có thể nhìn dựa vào chính mình, ta có khả năng giúp cũng chỉ là như vậy thôi. Tiêu Viêm cũng cười gật đầu hỏi tiếp: đại hội ngày mai bắt đầu, ta bây giờ còn cần phải làm gì không? À, đích xác còn cần làm một chút chuyện, trước khi tham gia giải đấu phải thông qua khảo nghiệm. Đối với ngoại nhân là một loại khảo nghiệm đầu tiên. Có điều đối với tuyển thủ do phân hội trưởng các nơi đề cử đều là hạng nhất. Đây xem như là một loại khảo nghiệm của công hội đối với các phân hội chúng ta. Nếu là ngay cả khảo nghiệm này đều không thông qua, do là đề cử của chúng ta phải mất đi hiệu lực. Áo Thác đứng dậy cười rồi nói: đi theo ta, ở chỗ này cho ngươi nhìn một chút ít đối thủ tiềm lực. Ok ok, gật đầu, Tiêu Viêm đứng dậy đi theo Áo Thác. Hai người từ cửa phụ đi ra, dọc theo một hành lang an tĩnh chỉ chốc lát, đẩy ra một bên đại môn chậm rãi đến gần. Tiến vào đại môn, cường quang đột nhiên là phóng tới, làm cho Tiêu Viêm không tự chủ được híp lại con người. Đợi cho đến khi thích ứng mới mở mắt ra. Xuất hiện tại trước mắt là một gian lội sảnh rộng lớn bày biện theo lối cổ điển. Lúc này trong lội sảnh chính là một số người tụm năm tụm ba. Tiêu Viêm ánh mắt đảo qua những người này có chút ngạc nhiên. Này đó nhìn qua có vài người tuổi trẻ, nhưng mà cấp bậc đa số đều là tam phẩm luyện dược sư. Ngay cả vừa rồi tại trước đại môn chứng kiến, đế quốc tiểu công chúa cũng đang ở trong đó. Ánh mắt chuyển qua, cuối cùng lông mày gạt nhẹ dừng lại trên khuôn mặt anh tuấn của một thanh niên đang cười nói với vài tên tam phẩm luyện dược sư, Liễu Linh. Nghe được âm thanh mở cửa, trong đại sảnh mọi người đang xì xào bàn tán cũng đình chỉ nói chuyện, đem ánh mắt đầu hướng tới chỗ đại môn. Sau khi nhìn thấy tiến vào cửa là Tiêu Viêm, tất cả đều là sửng sốt. Đợi đến ánh mắt hướng tới chỗ lồng ngực nhị phẩm huy chương, mọi người vẻ mặt lại là có vẻ hơi có chút trêu chọc. Dựa vào vách tường, vị tiểu công chúa đang được vài tên luyện dược sư vây quanh giống như là trung tinh của nguyệt, cũng liếc mắt nhìn Tiêu Viêm một cái, bất quá nhìn thấy cấp bậc huy chương hoàn toàn là mất đi hứng thú, biếng nhác suốt cái lưng mệt mỏi lộ ra những đường cong động lòng người, dẫn động ánh mắt lam nhân chung quanh. Ánh mắt uể oải nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, thấy hắn tiến vào cũng là có làm cho Liễu Linh hơi sửng sốt. Bất quá ngày sau đó, trên khuôn mặt hiện ra nụ cười âm lãnh, giống như là có chút không hảo ý. Nhiều ánh mắt sắc màu khác nhau trong đại sảnh nhìn vào vẫn không làm cho Tiêu Viêm một chút động dung. Hai tay buông xuống ở trong tay áo, khuôn mặt lạnh nhạt, giống như lão tăng nhập định. Bất quá trong tim của hắn lại lặng yên thoáng hiện ra một tia nhàn nhạt lãnh tiếu. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó thế nào? Nếu như mà thấy thì đừng quên bỏ ra một vài giây ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Cũng như là nếu như em thấy quảng cáo thì đừng quên kích vào để ủng hộ cho mình những gói mì tôm hảo hạng thơm ngon bổ dưỡng. Và các bạn cũng đừng quên đón chờ chương trình Đấu Phá Thương Cung phần 4 tập 33 sẽ được phát sóng trực tiếp tại kênh channel NTG. Cuối cùng thì mình NTG xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin phép được hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.